Ngày hôm nay thì con hát rất là mùi, mà hình như thấy huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là đứng dậy rồi mắt rưng rưng rất là cảm xúc. Nhân cái cảm xúc đó bắt luôn, mời gia đình vui vẻ. Chào Tấn Bảo. Chào cô ạ. Cô không có muốn đem chuyện quê quán ra nói nữa đâu. Nhưng mà Hải Dương nó cũng gần Hải Phòng con ạ. Chị ơi, phong thủy chị. Thủy. Rồi. Tấn Bảo biết sao không? Thật sự là khi mà con cất tiếng hát lên, cô ngồi đây với chú Vũ nổi hết da gà. Nổi da gà từng cơn luôn, cô vuốt xuống nổi nữa, vuốt xuống nổi nữa. Cô luôn đo cái cảm xúc của mình. Trong giọng hát của con á, nó ẩn chứa rất là nhiều thứ. Nó là cái nội tâm của con. Mà điều đó thật sự rất là khó tìm ở một cậu bé còn nhỏ như con. Và cô nghĩ rằng là nếu như cô có cơ hội đồng hành cùng con, cô sẽ giúp cho giọng hát của con hay hơn và tìm cho con những ca khúc phù hợp hơn nữa. Cô khẳng định là cô sẽ làm được. Yeah. Cảm ơn cô ạ. Thật sự sau cái năm qua đó, chú không bao giờ nghĩ chú có thể tìm được một nhân vật nào giống như là Đức Vĩnh nữa. Con mở miệng ra con hát, chú bị hốt hồn ngay, tại vì cái giọng con nó rất ngọt ngào, nó điêu luyện, không sai một nốt, không sai một tông. Và cái điều đặc biệt hơn nữa làm cho chú phải bất ngờ mà chú nhảy đành đạch ở đây. Con không phải là người miền Nam, mà giọng con là của người miền Bắc.
Bây giờ chú không biết nói gì nữa, nhưng mà chú mong, chú hy vọng con cho cô chú cái cơ hội để có thể giúp con được giành tới cái giải quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca mùa thứ hai. Wow. Cảm ơn chú ạ. Cô Cẩm Ly là rất là được quý vị khán giả yêu mến ở cái thể loại này. Cô Ly có chia sẻ gì về cái giọng hát này không ạ? Mời cô Ly. Chào con. Chào cô ạ. Con hát bài này rất là ngọt Bảo ơi, rất là hay luôn. Khi gạt cái cần thì ai cũng muốn thí sinh về đội của mình. Và cô rất là mong con về nhà của mình. Bây giờ ngồi đây cũng bồn chồn lắm, bởi vì bị kiến bu á. Cái giọng hát con nó ngọt như đường vậy. Cái ngọt của giọng hát con nó ám cả nguyên một khu vực này. Và cảm giác kiến nó bu đây rất nhiều. Tiếng hát của con là nó đi thẳng vào trong tâm hồn của chú, ứa máu nè con. Tới đây là cầm máu cho chú liền đi. Được không con? Trời, cái nhìn cái dáng của con y chang dáng của chú hồi xưa luôn á. Nữa luôn. Rõ ràng không nhỏ con? Lập ơi, nhưng mà hồi xưa mình có hát được ngọt như vậy không Lập? Đó, hồi xưa không phải là ca sĩ nghe, nhưng mà vẫn hát được mấy cái nhạc mà mang âm hưởng dân ca. Đó, bây giờ Lập thử một câu cho để coi cái sự tương đồng của mình nó có phù hợp hay không. À, em xin múa rìu qua mắt thở xíu nha chị Cẩm Ly. Đâu có gì đâu em, hát hay nó không có bằng hay hát. Dạ. Ừ. Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông. Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để, chứ bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Đủ cho con về với chú chưa? Để con tính ạ. À, rồi rồi, để con tính nữa, được rồi. Phải cứ để là mình có duyên, có phận với nhau thì mình về với nhau nghe con. Bắt đầu để con tính là có một cái sự lung lay ý chí rồi đó. Bây giờ con hãy nghe cái cặp đôi lấp lánh xương xa hột lựu nè. Ngồi xuống đi em, Huy lại Dương. Em nè, bây giờ vậy nè. Thật ra, chào Bảo. Chào con. Khi mà con hát á, thì những cái sự tăng động trong người cô chú nó bị kìm hãm lại hết. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn im lặng ngồi đó và nghiêm túc nghe con hát, mọi thứ nó giống như dừng lại vậy đó. À, con có một cái giọng hát rất là ngọt, cái phong thái, cái cách trình diễn của con quá hồn rồi. Thì đây là cái bản lĩnh trong con người của con. Và khi mà cô nhìn thấy con vậy á, cô ước ao giá như mình có được con để cô có thể làm những thứ xung quanh của con đẹp hơn, tốt hơn và hay hơn, để con cứ yên tâm mà hát mà tỏa sáng thôi, đúng không Huy? Đúng. Nói chung bây giờ chú đang rất là hồi hộp. Chú thật sự rất rất muốn con về với đội của chú. Bây giờ chú ngồi mà tim chú nó muốn nhảy ra ngoài luôn. Con thấy nguyên con cáo ngay đây không? Cái mặt nó cái gì nè. Trong bão sao
ru con, mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời. Ru con ý lời ru cất lên từ tận đời. Biển xanh xanh, trời xanh xanh, cho con bao hy vọng. Rừng xanh xanh, sông sông xanh, cho con bao hy vọng. Lửa đã cháy ở phía trước, lửa sáng mãi tình đất nước. Nên bao năm cha hành quân xa, nay thêm bao con cùng đi xa. Và Nhật Duy, cảm ơn vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn. Wow. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Nguyên Khang xin được mời người huấn luyện viên hiền hậu nhất trong số những vị huấn luyện viên, đó chính là chị Tư Cẩm Ly. Cái bài hát khó như này tụi con hát vậy là cô thấy rất là ok rồi. Trong đây thủ thuật của chú Vũ cũng an gian ghê lắm nha. Cái đoạn cao mà kéo vút nên thay vì ngân là chơi ngắt ngang ra là vậy đó. Nên cũng là một cái hình thức, một cái cách khác. Cô có cảm giác như hôm nay bảo con không được như mọi lần, tại vì cái giọng của con thì cô đã biết từ đầu đến giờ là con hát rất là hay, nhưng mà hôm nay bảo lại chỉnh chọn tí xíu thôi. Chị khó với mấy đứa nhỏ quá. Chị không, chị Ly nói vẫn hay, nhưng mà ý vì so với cái phong độ của bảo thì hôm nay bảo không có bằng như mọi lần. Chắc có lẽ là tại vì do bé từ trước tới giờ hát những cái dòng nhạc nó mềm mại, nó êm ái á, riêng cái này thì nó hơi hùng hồn, nó mạnh mẽ hơn, cho nên khi nó hơi chưa quen nhẹ, nó không phải hùng hồn kiểu người lớn, nó hùng hồn theo kiểu hồn nhiên của trẻ con á. Nghe nó hay lắm, kiện nó lạ lùng lắm. Khi mà mình có được một cái cảm giác mới mẻ trong những bài hát là đã có rất là lâu đời rồi, và mình nghe mình có nhiều cảm xúc mới, là da gà mới nó nổi lên chứ không phải da gà cũ nha con. Cảm ơn con rất nhiều, chúc mừng hai con đã hoàn thành thật tốt cái phần thi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với gia đình Ngô Kiến Huy và Khải Như. Thật ra thì nãy giờ hay coi. Trên cao nói xuống mới hay nè. Rồi vòng vòng xuống trên cao thì phải có thêm echo. Con ơi, con ơi. Anh ơi, anh nói cái điều đó lỡ dưới địa ngục vọng lên nha.
đầu tiên là chú với lại cô Như chúc mừng phần trình diễn của hai con. Một lần nữa là một bài hát có một cái quãng rất là rộng. Cô chú khẳng định bài hát này cũng không làm khó tụi con được, bởi vì tụi con sở hữu là một trong những cặp đôi mà là mạnh. rất là mạnh về giọng hát. Vì thế là về phần hát thì kể cả khi miễn mà bàn. Miễn bàn, đoạn nào cần nhẹ tụi con nhẹ được và đoạn nào cần sự hùng hồn tụi con hùng đúng, hồn giọng được. Giọng con nó cao mà nó thấp, mà nó cao mà nó thấp không thấy. Mình nói gì sai được không chị? À Tấn Bảo, cô Tấn sẽ Bảo. Không bàn về giọng hát, tại vì cái giọng của con là khán giả và tất cả mọi người đều thấy rồi. Nhưng mà Nhật Duy hôm nay á, con có được một cái sự tự tin mà cô chưa bao giờ thấy của con trên sân khấu. Con chơi với nhạc. Em biết một cái lý do. Tại sao? Là bởi vì á, Nhật Duy nha, mấy vòng trước là chuyên hát nhạc buồn. Đúng rồi. Cho nên là lúc nào em cũng cuối phải thả hồn trong những bài nhạc buồn. Với lại giống như là đó, cái sự từng trải của em á, nó là nhạc buồn. Nhưng mà riêng cái bài hát này á, nó cần cái sự hùng hồn và nó có cái độ mà coi như là vui. Nó có cái độ là coi như là phải dậy sống, nó không có buồn, nó không có trải lòng. Nó không cần phải có kinh nghiệm gì trong cuộc sống gì hết trơn á. Miễn mà mình cảm giác chỗ đó nó hay là cứ hát hay hùng hồn thôi là được. Hay quá. Lập. À, bây giờ anh mới biết là cả hai đứng cạnh nhau thành một cặp bài trùng đó. Em nói mà bên kia chà đĩa nhiệt tình luôn. À, đúng rồi. Như ơi, anh thấy là cái sự hòa hợp nhất là khi mà Huy ngồi với lại Lập. Ủa, hợp hai đứa em tách nhóm lâu rồi anh. Cái vấn đề là Huy mà ngồi với Lập thì Khả Như sẽ phải ngồi một mình, bởi vì không ai vô hệ được cả. Dạ, dạ. Nè, chỗ chị đây chị Như. Chị Vân, chị ăn ở sao anh Vũ bỏ chị rồi. Bây giờ tới anh Hưng để em coi được bao lâu. Cô giáo, mình giữ cái nét na của mình lại. Rồi, mời cô giáo Vân ạ. Chỉ vì ngày hôm nay mình trót mặc chiếc áo dài màu đen đẹp như thế này mà bị gọi là cô giáo miết à, cũng hơn là cô giáo chứ không phải là cô giám thị ha. Các em tập trung nghe cô nói nha. Các em biết sao không? Biết sao mà bữa nay cô mặc áo dài có theo chim hà không vợ? Dạ thưa cô, không có không biết. Đó, các em nhìn lên trên coi có phải là Tấn Bảo với lại Nhật Duy đang mặc áo dài có hình chim hạc không vợ? Không, đó con cò mà. Dạ con cò, cô ơi. Con cò mà. Dạ thưa cô. Từ xa nó rất là cô giống ơi, cô. Là con công. Cô là con công cô ơi. Con công cô ơi, dạ. Chị ơi, chị mất nhận thức luôn rồi, đây là con phụng chứ cô công vậy. Cô dạy môn gì vậy? Anh, bây giờ nói câu công bằng đi, người đàn ông hay kết cơm kết hộp. Anh nói đi, bây giờ nè, con này là con gì? Bây giờ em muốn là nó trở thành hạt để giống bên kia, coi như hai bên là hạt hết. Dĩ nhiên là con chim. Một trong những loài chim. Rồi, nói chung là tốt đây là một loài gia cầm chị ơi. Ý là mình phải có sự liên tưởng như vậy. Đây là những cái cánh chim sẽ chỉ có bay cao và bay cao rồi sẽ có ngày nó hóa rồng. Đúng không anh? Ủa, ủa không hóa rồng quá đậm. Ơi, cô ơi. Mình hiểu vậy đi. Cô ơi, cô. Ủa, cô. Chị ví dụ hai bé là con cá vàng đi, còn con nó hóa rồng thì không nói. Con cá chép quá rồng. Chị ơi, chị. Mình bớt đi dài lại banh cả thế hệ nghe chị nha. Anh Hưng ơi, anh Hưng ơi. Cô nhiên có cúng ông Táo. Em ơi, anh nghĩ vậy nè. Nột khi nó đạt hóa rồi từ con gì nó cũng hóa được đó, hết trơn em hiểu nha. Chưa, không cần phải là cá, cái cá mà hóa rồng nó xưa rồi, hoang mang quá. Bây giờ rối loạn vậy. Bây giờ chim hóa rồng động vật rồi. Nếu mà hai bé này mặc áo hình con cóc nó cũng hóa rồng được luôn á em đó. Thấy chưa, nói vậy thôi một chút ba giỡn cho vui đó mà, các em quan trọng hóa vấn đề quá. Tưởng cô nói thiệt không. Giờ cô quay trở về với chuyên môn nè, các em tập trung nghe. Dạ. Cô hỏi Bảo cái này một chút xíu. Cô có cảm giác rằng là con có thể hát tốt hơn nữa, bay hơn nữa, nhưng mà con có một chút kềm lại để hòa cái giọng của mình hợp với bạn Nhật Duy. Không biết là cái cảm nhận của cô như vậy có đúng không, Tấn Bảo? Dạ vâng ạ. Con kìm lại một chút ạ, để con hát hòa hợp hơn với anh Nhật Duy ạ. Cô nghĩ song ca cần phải như vậy, không phải lúc nào mình cũng thể hiện cái mình làm tốt nhất. Mình phải uyển chuyển, linh hoạt để mình vừa thể hiện tốt mà mình vẫn tôn người bạn của mình. Cô trân quý cái tình bạn của hai con. Và với tư cách là một huấn luyện viên, cô thực sự cảm ơn Tấn Bảo và Nhật Duy vì các con đã ở với đội của cô và chú Vũ. Cảm ơn cô. Cảm ơn các con rất là nhiều, xin chúc mừng các con. Yeah. Oh.
về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng sôi dòng Cửu Long Giang, mênh mông rừng trà bạc ngàn dừa xanh, từng chàng đường đông đưa nhớ người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất, cho ta thêm yêu bầy chim sao hiệp đôi.
đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dâng cho đời bài tình ca đất phương Nam. Kiều khi mà quá kiều, kiều khi mà quá kiều, quá kiều Nam Nam đất đảo tự phong, người dân khác họ chẳng nó thời kia, nay về thì mai thì mong cỡ tôi ở bên kia là ai đã chia lòng thương nhau thương, là ai đã chia lòng thương nhau thương. Kiều cái mà quá kiều, kiều cái mà quá kiều, quá kiều nắng đau nắng đau nữ phong, người dân khác họ chẳng đó thời kia, nay về thì mai và Nhật Duy. Cảm ơn hai con. Thưa quý vị, xin được giới thiệu phần hỗ trợ diễn xuất của nam ca sĩ Hoài Lâm. Cảm ơn Hoài Lâm. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Cảm giác của em thế nào với song ca với hai tài năng nhí này của mình? Em thấy quý vị ở đây đã có những tràng vỗ tay và điều đó cũng đã chứng tỏ nên là hai em rất là tài năng và hai em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Lâm rất là nhiều đã hỗ trợ cho các em nha. Cảm ơn em Hoài Lâm. Bây giờ thì gia đình chúng ta đang rất là hồi hộp để chia sẻ. Xin mời gia đình Vân Vũ. Đã nói tới chung kết thì Vũ phải làm sao để tính ra một cái bài toán thật là tốt cho mấy đứa con của mình. Thứ nhất là nó phải vừa vặn, nằm trong khả năng của mấy cháu. Và thứ hai nó phải đặc sắc và nhiều yếu tố khác nhau hỗ trợ. Vũ mất gần 2 tuần để mà suy nghĩ ra cái tiết mục này. Và cái cảm hứng mà lấy cái tên Tinh Hoa Nam Bộ là từ ông đạo diễn của mình, đó là Hoàng Nhật Nam. Tại vì anh Hoàng Nhật Nam có một cái chương trình gọi là Tinh Hoa Bắc Bộ, rất hay ở ngoài chùa thầy. Cho nên Vũ đã lấy cái ý tưởng đó và Vũ suy nghĩ là ủa miền Nam mình có những cái gì, những cái tinh hoa, những cái gì đẹp nhất. Đó là điệu hò, điệu lý và nhất là vọng cổ và những cái đờn ca tài tử. Trước khi mấy con lên sân khấu, chú đã cầu nguyện rất nhiều. Tại vì chú biết là cái bài này rất khó hát luôn. Nhưng mà hôm nay hai con hát nó hoàn hảo và nó hòa quyện đến một cách tuyệt đối luôn. Con làm cho chú hãnh diện, tự hào. Tự hào là được làm thầy của hai đứa con. Hai con đã cho mọi người thấy cái tinh hoa của miền Nam Bộ mình nó như thế nào. Thank you hai con. Các con may mắn là đã tìm được nhau. Các con là những mảnh ghép rất là hoàn hảo. Các con bù trừ và bổ trợ cho nhau, đó chính là tình cảm chân thành mà chúng ta đã dành cho nhau. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Cô muốn hỏi huấn luyện viên là vì sao con để cái hình của bác Út Trà Ôn trong cái bài này? Dạ thưa, khi mà con học về cái bài Dạ Cổ Hoài Lang đó thì con muốn tìm cái bài mà nó gốc nhất có thể luôn. Và một trong những bài đầu tiên mà con thấy hát cái bài Dạ Cổ Hoài Lang là của bác Út Trà Ôn. Và bác hát nó rất là mộc mạc. Và con đã mượn anh Hoài Linh cái bản gốc của nhạc sĩ Cao Văn Lầu khi mà viết cái bài này ra. Cái lời nó ngắn lắm. Con đã nhờ cháu con là Hoài Lâm hát theo cái phong cách của chú Út Trà Ôn. Và khi con để cái hình lên đó thì gần như là một cái sự tôn vinh một người nghệ sĩ miền Nam. Ông cũng là tinh hoa của miền Nam. Cho nên là đó là lý do tại sao mà con để lên đó. Xuất thân của bài này là do bác Cao Văn Lầu viết cái bài này trong tâm tưởng của một người đàn ông, nhưng mà viết về nỗi niềm của một người vợ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy ba người đàn ông ca rất là mùi cái bài này. Và hồi nãy đó anh Đức Huy có hỏi cô Xuân là tôi người Bắc tôi không ca được giọng cổ, chị Xuân ơi, tôi muốn tập lắm mà không thế nào tôi ca được hết trơn á. Mà trong khi dân miền Tây Nam Bộ thì hình như là người lái đò cũng ca được, người làm ruộng người ta cũng ca được. Nhưng hôm nay thì anh Huy có một cái chứng minh là có một cái chàng Bắc nho nhỏ ở Hải Dương đã ca những làn điệu dân ca của miền Nam rất là ngọt ngào. Cảm ơn con nhiều lắm. Và các con ơi,
ngoài cái ca mùi của Bảo, ngoài cái ngọt ngào của Nhật Duy, thì bữa nay ở kế bên cạnh anh Hoài Lâm, cô nói này Hoài Lâm giận cô chịu nha Hoài Lâm, các con không có kém cạnh chút nào hết trơn. Các con ca nồng nàn, các con ca mượt mà. Cảm ơn hai chàng trai đã đem lại một cái không khí rất là miền Tây Nam Bộ. Và cái sự ngọt ngào của những cái làn điệu này, cô nghĩ là không phải trong chương trình này đâu, mà nó sẽ lan tỏa hoài và nó sẽ làm người ta nhớ tới các con. Dễ thương lắm, cảm ơn các con rất là nhiều. Chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà tôi cũng đã cảm thấy cái tâm hồn của tôi được nâng lên. Vân và Vũ đã được, xin phép gọi là đó là một ân sủng. Tất cả chúng ta đã được kết nối, và hôm nay thì tôi được kết nối chút xíu thôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là toại nguyện lắm rồi. Mới đầu thì một em hò, rồi thì tôi đang say mê lắng nghe, tôi nhắm mắt lại thì Nhật Duy vào ngay sau đó. Và nếu mà không có những cái ngân dung cuối câu đó thì tôi tưởng là hai em là một giọng. Tuyệt vời quá phải không? Phải không quý vị? Vâng. Đã lâu rồi tôi không được nghe Hoài Lâm hát, nhưng mà Hoài Lâm nhắc nhở tôi hình ảnh và yếu tố mà đòi hỏi của một người nghệ sĩ. Và hôm nay hai em cho tôi thấy cái tần số rung rất cao. Cộng với Hoài Lâm nữa, ba em đã có một cái sự đồng bộ. Tôi nói thiệt đó, nói theo ngôn ngữ miền Nam là trời, nghe sao nó đã dữ vậy. Là hai em đã truyền cho chúng tôi những cái cảm xúc luồng điện mãnh liệt. Và cái điều đó không dễ gì làm. Và tôi cũng chỉ mong rằng hai em càng giữ được cái ngây thơ, cái hồn nhiên của mình càng lâu càng tốt hai em nhé. Hai câu đầu nghe mùi mà muốn rụng rúng luôn á. Dạ. Đúng kiểu miền Nam lâu ta lắm, nói lâu đó. Lâu lắm không nghe chữ này đó. Có lẽ cái sự kết hợp này khó có lại lần nữa lắm. Chỉ trong chỉ chương trình này thôi. Tuyệt đỉnh chỉ trong chương nhiên. Trình này vâng. Thôi. Cảm ơn cô Kim Xuân. Xin mời danh ca Hoài My. Khi cô My nghe hai đứa con hát thì cô My cảm thấy là rất là cảm động. Những cái người mà thấm thía nhiều nhất và cảm động nhiều nhất là những người đi xa về. Mà nghe những cái bài hát này, nó lúc nào nó cũng cái tim mình nó làm như nó muốn rớt xuống. Cô chỉ nghe hai đứa con không thôi, cô cũng cảm thấy rằng tụi con đã làm rất tốt, phần nào ra phần đó, và rất là xúc tích. Tụi con rất có tài và hy vọng rằng tụi con sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tụi con. Con cảm ơn cô. Nỗi buồn này ai biết
dũng cảm đôi lần nhặt màu hoa thắm lòng. Rồi là ca khúc Thương Ca Mùa Hạ phải không bác con? Dạ. Cái bài hát quá là hay. Có thể rằng là cô thì chưa có được dịp nghe cái ca khúc này, cho nên là lần đầu tiên nghe cái bài hát này. Nhưng mà thấy cái bài hát quá hay. Với lại cái cách dựng bài cho hai đứa tụi con là phô diễn ra cả chất giọng của cả hai bạn luôn trong một cái bài hát bolero. Tại vì bài hát mà bolero mà song ca nữ đó rất là khó để dựng bài, làm sao cho nổi bật cả hai cái giọng hát lên. Cho nên là cái cách dựng bài trong cái bài hát này làm cho cả hai đứa tụi con đều có cái sự thể hiện được cái chất giọng riêng của mình, và làm cho, nhưng mà cái sự hòa quyện nó vẫn có, làm cho cái người nghe người ta cảm thấy rất là thu hút. Không những cô và các cô chú giám khảo ở đây đều cảm thấy hay, mà tất cả quý vị khán giả có mặt ngay tại phim trường của chúng ta ngày hôm nay đều cảm thấy là từng câu các con hát đều muốn vỗ tay cho các con hết. Và con hát rất là tự tin, rất là bản lĩnh. Nói chung đây là một cái tiết mục rất là trọn vẹn, cô không có gì để nói nữa. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Thảo. Con ơi, con cho chú hỏi là tụi con đã tập tiết mục này được bao lâu rồi? Dạ, khoảng mấy ngày chú. Mấy ngày vậy là quá xuất sắc rồi. Bà... nhớ vì... mát lâu chưa con? Dạ, giờ tới chương trình này thì tụi con mới ghép cặp với nhau. Trời đất ơi. Tại vì thật sự là tụi con rất lặng ý với nhau trong từng chữ từng câu luôn á. Rất là lặng ý. Đoạn ram. Và giống như là giọng của hai tụi con thì rất là đồng đều và rất là ngọt ngào. Nhất là những cái đoạn mà chuyển lên giọng gió đó cũng rất là mượt mà. Bản thân chú rất là thích tiết mục này. Chú thích nhất là cái đoạn mà bắt đầu vô điệp khúc mà hai bạn bắt đầu hòa bè vô, xong rồi bè đuổi cho nhau không? Rồi quá chuyên nghiệp luôn. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn những ý kiến của huấn luyện viên MTV. Còn chị Thúy Tiên ạ? Cô lại nhìn thấy ở trên sân khấu này là hai ngôi sao bolero tương lai. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy là Mai Anh bè đúng không con? Dạ. Trời ơi, con bè tuyệt vời đến mức cô không tin tưởng được một bạn 11 tuổi mà có thể bè được xuất sắc như vậy. Con không phô một nốt nào và con rất là hòa quyện. Còn bạn bên đây thì lại hát rất là ngọt. Nhất là cái đoạn nếu ai đã từng dùng cơm. Những cái đoạn bolero mà nó chuyển xuống rồi nó chuyển lên á, nếu mà hát tuyệt vời á thì nó sẽ làm cho người ta thực sự là rung cảm. Khi mà cô nghe được tụi con hát rồi, cô cảm thấy thực sự là nổi da gà và rung cảm thực sự luôn. Dạ, con cảm ơn cô. Bởi vì là bây giờ thì chương trình chúng ta phát vào mùa hạ đúng không? Và thường thì các bạn học sinh khi mà ra trường thì khi mà nghĩ về cái khoảng thời gian của mình, còn lúc mà còn đi học đó thì cảm thấy là khi mà nghe những cái bài hát này sẽ bồi hồi lắm luôn đó. Và rất là phù hợp, cái cách chọn bài hát này quá hay. Và cái âm vực của các bạn này rõ ràng là chắc ha. Nhưng mà rất là hay là bởi vì có mấy ngày tập với nhau thôi rồi, mà đã được một tiết mục tuyệt vời. Nhưng này mà cho nên thực sự là cô phải cảm ơn tụi con chứ không phải tụi em không cảm ơn cô. Tại vì nhờ tụi con mà cô được nghe một cái bài hát, lần đầu tiên cô được nghe một cái bài hát hay như vậy. Quá cô đầu được bài đúng xuất không? Sắc rung cảm thực sự. Chị cũng bị lần đầu nè, bài cái bài hay quá vậy ta. Cách chọn bài hay quá. Đặc biệt á là bản thân em, khi mà em nghe bài này hai bé hát á thì không chỉ là hai bé ai cũng hát hay, mà cái quan trọng ở đây là cái sự phối hợp của cả hai. Đặc biệt là cái đoạn cuối á, khi mà hai con bắt đầu hát chậm lại để mình kết thúc bài hát, hai con đã nhìn thẳng vào mắt nhau để xem là cái cô này, cái bạn, người bạn của mình, họ sẽ tiếp tục nhả cái chữ tiếp theo ở chỗ nào để mình có thể hòa quyện cùng với cái điều đó. Và chú đánh giá cao, chú rất là đánh giá cao cái sự kết hợp của hai con ngày hôm nay. Một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho hai bé. Và hai con cũng có 3 sự đồng thuận từ các cô chú huấn luyện viên, đồng nghĩa với việc tụi con hoàn toàn xứng đáng để bước vào vòng tiếp theo của Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Chúc mừng các con. Còn bây giờ mình chào tạm biệt đi nào.
suốt đời vì con xa nhà. Sinh nhỏ tuổi nhất chương trình rồi đó. Ừ, nhỏ mà hát hay quá. Thiệt là ghét quá đi. Rồi bây giờ ai giới thiệu nè, con tên gì? Mình là Tường Vi, năm nay mình 10 tuổi. Còn em trai mình là Thành Long, năm nay 4 tuổi. Em trai mình rất hiếu động và hay chọc ghẹo mình, thỉnh thoảng lại còn cãi nhau nữa.
Và bây giờ chị em mình sẽ mời mọi người đi tham quan một địa danh nổi tiếng của quê hương mình nha. Chào mọi người. Hôm nay con xin dẫn mọi người đến một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở quê hương của con, đó chính là núi Bà Đen. Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ và có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng hệ thống hang động, chùa chiền cổ kính và là biểu tượng cho mảnh đất và con người Tây Ninh. Chào các bạn, mình đang đi lên đỉnh núi Bà Đen bằng cáp treo. Nhưng ngày xưa khi chưa có cáp treo á thì mọi người đi bộ rất là mệt. Bây giờ có cáp treo rồi thì mọi người di chuyển nhanh hơn và đỡ mệt hơn. Và bây giờ sắp đến đỉnh núi Bà Đen rồi, các bạn hãy cùng Vi và Long đến đó nhé. Nằm rải rác từ chân núi lên đến đỉnh núi Bà Đen là một quần thể kiến trúc gồm điện, chùa, miếu, tháp, phản ánh những đặc trưng của văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Trong đó nổi bật là chùa Bà Đen hay còn gọi là chùa Thượng và Điện Bà. Do giữ một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nên trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, núi Bà Đen đã từng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của quân và dân ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Các bạn ơi, đây là chùa Bà, là một địa danh rất là nổi tiếng ở đỉnh núi Bà Đen. Hàng năm vào tháng giêng, mọi người thường ghé đây để cầu xin an lành, yên bình, may mắn cho gia đình. Nếu các bạn có một lần ghé qua Tây Ninh thì các bạn nhớ ghé thăm đỉnh núi Bà Đen quê hương mình nhé. Rồi, ngoài trừ cái bài Tình Cha ra đó, con còn biết hát bài gì nữa không? Dạ con thuộc nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Ví dụ bài gì để thuyết phục cô đi, tại vì là cô chỉ sợ rằng là có những bé đó chỉ có hát được có một bài thôi, giống như là có một bài tủ vậy đó, hát hoài hát được có một bài vậy đó, thì lỡ vô nếu mà các cô chú cho con vô vòng trong á, rồi là hai con có thể hiện được tiếp không? Có hát được thêm bài nào không? Ví dụ như con là con hát được thêm bài nào không? Dạ được. Bài gì là con thử chọn một bài để con thuyết phục các cô chú ở đây thử coi. Giờ cô Thảo với chú Di ngồi xuống coi ca nhạc. Giọng cổ. Giọng cổ. Giọng cổ. Rồi ngồi xuống nghe con hát ca nhạc rồi. Giọng cổ đúng bài rồi đó. Rồi hai con hát đi con. Rồi. Là ba bí môi ở thiên đường có tất. Chuyện em nghe sao quá đổi kỳ. Rồi con có biết hát nhạc trẻ không? Dạ không. Không hả? Chỉ hát nhạc cổ vậy thôi hả? Rồi bây giờ vậy nè, thật sự ra là để cho nhường cho cô Tiên nói trước đi, rồi lát nữa cô nói tiếp. Mời cô Thảo về vị trí. Cảm ơn cô Thảo. Tại sao lại là hai chị em lại quyết định đi thi chương trình này mà không phải là một người đi thôi mà lại tới hai người, tại sao? Dạ tại vì hai chị em con chưa bao giờ hát với nhau trên một sân khấu lớn. Cho nên là giờ muốn hát chung để coi hiệu ứng làm sao, đúng không? Hát với chị con thấy vui không? Vậy là vui. Vui hả? Rồi hát với chị có ăn hiếp con không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt. Thiệt. Rồi bây giờ là nghe nhận xét của các cô chú huấn luyện viên nha. Mời cô Thủy Tiên. Cô cũng có một đứa con gái 4 tuổi. Nữa hả? Bánh gạo. Chiêu này xài hoài. Bình tĩnh con ơi, người ta đâu có ngồi dài đâu. Ý cô là cô nghe con 4 tuổi mà cô nhớ con gái của cô ở nhà bé gạo thì không có được không có dám lên sân khấu như con quá tự tin 4 tuổi mà lên sân khấu hát, mà lẽ ra là cô từ đầu là cô không định bấm cho con, tại vì cô cũng còn bị lo, bởi vì nếu mà 4 tuổi để đi sâu một cái đoạn đường dài và cô không biết là con có đủ sức để đi đến cái quãng đường đó hay không. Nhưng mà con đáng yêu đến cái mức là cô bất chấp, cô phải bấm. Tại vì cô nhớ là con nghe đến cái đoạn mà con ra lệnh, con ẹo một cái mà tim cô nó muốn tan nát vậy, cô phải bấm cho con. Con rất là đáng yêu. Thứ hai là cái đặc biệt của con á là cái cảm âm rất là tốt và cảm nhịp lại cực kỳ là tốt. Đó là một cái điều mà trước đây cô Tiên còn rất là yếu, cho nên là cô thấy mà ai mà nhịp rất là tốt như vậy, mà thậm chí một cái tuổi rất là nhỏ mà cảm nhịp, chị con có thể đi sai nhưng mà con đến đúng đó là phải vô là nó như một cái bản năng vậy, nó không cần phải nhớ hay là phải thuộc bài, nó là một cái bản năng khi mà con hát. Mặc dù là thanh quản của con còn nhỏ quá để mà có thể hát một cách chuyên nghiệp, nhưng mà như vậy là quá xuất sắc ở tuổi của con rồi. Con có hiểu cô cảm gì ơn không? Con có hiểu cô nói gì không?
Con định trả lời, con định nói. Em thấy là cô Tiên hôm nay hơi, hơi nhỏ xíu. Nói quá trời nói luôn. Tức quá. Cô lại nói tiếp. Tôi nói tiếp. Bây giờ tôi nói tiên. Khoan. Ngôn ngữ dễ hiểu. Trời, lứa tuổi đây, đây. Số 4. Tôi đã từng có con cho nên tôi hiểu. Chị hiểu là bé bên dạo chưa? Ở nhà bị dìm hàng hoài nè. Thường á, khoảng bé từ 3 đến 4 tuổi khi mà đi học á, các cô phải nói khoảng chừng nửa câu đến câu, khoảng 30 giây là các cô phải nghỉ. Tại vì các bé tập trung tới đó thôi, sau đó là các bé sẽ quên. Nhưng mà phụ huynh sẽ theo dõi chương trình. Và nếu như các bé không hiểu thì chắc chắn là phụ huynh sẽ việc dịch lại, ok. Cho nên tôi có quyền nói, tôi có quyền thể hiện. Các con nếu mà may mắn bước tiếp vòng trong thì cô nghĩ là như thế này, hai chị em cần tập với nhau nhiều hơn nữa để mà bước tiếp cùng với lại các bạn đó, thì vào vòng trong nó sẽ có nhiều cái bước khó khăn hơn chứ không đơn giản là như vậy đâu ha. Còn đó là cô đang nói, cô đang nói với bạn lớn, nói ít thôi bạn không có hiểu. Nói rồi, đang nói với bạn lớn. Cô Thảo nói gì con hiểu không? Không. Rồi giờ tới chú hỏi nè, được không? Chú hỏi nè, con vui không? Vui. Ok, giờ con hiểu không? Hiểu. Chú chơi chiêu dễ sợ, hay ơi là hay. Rồi, hai con đã nhận được sự đồng thuận từ cô Thủy Tiên và cô Thanh Thảo. Hai con chính thức bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Chúc mừng hai con hiểu là gì không? Con hiểu gì không? Dạ, hiểu. Trời đó, thấy chưa? Rồi, ba đưa mình đi vô. Ôi quê tôi vẫn còn mãi nhớ, liêu xiêu thơm mùi khói chiều. Giấc mơ của tôi cánh diều nó rơi đi bên em bát chim sa
tiếng gò la lên. Tinh 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 trong hội ngoài đình, tinh 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 ánh mắt em đưa. Ô hê hà, ô hê hà. Anh mắt như sâu bao lia vào mỏ đá, ngoài vừa tơ tối xa mờ. Anh mắt em lung lay sông diệu quê thơ đầy trong tranh, trong tranh hơn em. Ô hê hà, ô hê hà. Anh mắt em lung lay sông diệu quê thơ đầy trong tranh, trong tranh quê tôi, quê tôi, quê tôi, quê tôi. Và đó là Trâm Anh cùng với Viết Học. Một tràng pháo tay cho guitar Vĩnh Tâm cùng với ban nhạc Duệ Hùng. Và bây giờ xin mời ý kiến nhận xét của các cặp đôi huấn luyện viên. Xin mời anh Thanh Duy và chị Khả Như ạ. Đầu tiên chắc Như phải khen về phần biểu diễn của các con. Và cũng với cái sự hỗ trợ của anh Vĩnh Tâm nên trên sân khấu nhìn hai con chất lắm. Cái bài hát này nó có một cái phần nó nhìn nó mới hơn. Với cái trang phục này cô cũng có lời khen luôn. Tại vì nhìn nó có cái gì đó nó vừa hiện đại mà nó vừa truyền thống. Nó giống như bài hát của tụi con vậy đó. Ở giọng hát thì chắc phải nhờ chú Duy thôi. Còn về thần thái của tụi con thì cô cảm thấy được cái sự tự tin. Và cô tin chắc rằng cái lúc mà tụi con tập á, là cô Hòa đã truyền được rất là nhiều lửa cho tụi con. Nên tụi con mới có được cái thần thái tự tin mà cô thấy được thấp thoáng đâu đó có Hoài Minh Di trong đó. Và cả Huỳnh Lập nữa đó, cái sự giao lưu của tụi con làm cho cô cảm thấy rất là vừa phải. Khuấy động á, là phải động đậy trên sân khấu, không phải khuấy động có nghĩa là dùng nhiệt của mình để đốt cháy sân khấu và dùng nhiệt của mình để truyền tải cho mọi người. Và các con đã làm được điều đó. Chúc mừng hai con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Phải rất là đáng khen ở chỗ là tụi con rất là nhạy bén. Tụi con rất là nhạy trong cái sự cảm nhạc tụi con có. Tụi con có khả năng, tụi con có năng lực đó. Chỉ cần là những người có cùng nhịp đập về âm nhạc họ gặp nhau là họ không cần phải làm gì nhiều cả. Họ chỉ cần có thể nói, chia sẻ và truyền lửa tụi con. Và cảm ơn tụi con đã mang tới một tiết mục rất là hay. Cảm ơn con nhiều. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Còn đối với anh Trung và Diệu Nhi thì sao ạ? Xin mời. Bài hát này hai đứa con hát chứ cảm giác là đã thể hiện hết tất cả những gì tụi con có. Lúc đầu thì cô Hòa rất là thông minh, rất là hay. Nửa bài sau lên tông cho tụi con để tụi con có thể phát huy hơn cái giọng hát của mình, có thể đẩy lên tới ốc luôn. Đứng một chỗ hát mà vẽ cho người ta thấy tất cả một cái bức tranh trên sân khấu luôn. Một cái quê hương hiện ra rõ ràng luôn. Rất là thích cách thể hiện của tụi con. Lúc nào cần sâu lắng thì rất sâu lắng. Nhưng mà hát hay là từ cái cổ họng của mình. Nhưng mà để tình cảm thì phát từ trái tim. Tụi con có cái điều đó. Nên tụi con hát bài hát này nghe rất xuất sắc. Wow. Chúc mừng tụi con. Xuất sắc. Nhẹ thôi nhưng mà nghe nó sướng quá à. Còn cô Dự Nhi thì sao ạ? Thật sự luôn á, hai đứa nhìn giống như là đã thân quen và đi biểu diễn với nhau rất là nhiều luôn á. Cô là khán giả, cô xem, cô thấy hai tụi con thoải mái lắm. Mà đặc biệt rất là hút. Chúc mừng hai tụi con. Kinh điển là gì hả? Thật sự luôn, rất chị, thật sự. Chị biết vì sao mà diễn ăn ý vậy không? Sao vậy? Trời ơi, ông này đến nhà bà này tập. À. Đến tập xong được về tập với nhau được một hôm cái thì nhận làm con rể người ta luôn. Ôi trời. Ôi. Bạn Trâm Anh thì là ngay lần đầu tiên là con hát y chang ca sĩ mà con nghe ở trên mạng. Con hát không có sai một chút nào hết. Thế là cô Hòa cùng với con là chỉnh từng câu từng chữ một. Và đến bây giờ khi mà con làm được như thế này là cô Hòa rất hãnh diện vì đã có một học trò mà mình dạy cái gì làm được cái đấy. Đấy là một cái điều hạnh phúc của tất cả các huấn luyện viên ngồi ở đây. Thêm nữa là học con hát tốt và cái thẩm âm trong cái bài hát của con rất là tốt. Con hát, sau đó con nghỉ để đến cái câu sau rất là tốt. Em đi tập với các con là em ghi âm từng cái gọi là cái nhịp
ngân ra bao nhiêu, nghỉ như thế nào, về nhà học y chang như thế. Đến ngày hôm nay các con làm không sai bất cứ một cái gì em dạy. Em rất hãnh diện với hai con. Cảm ơn Hoàng Minh Di. Chú không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà chú cảm giác rất là hãnh diện khi mà tụi con đã có thể làm tốt hết tất cả những gì mà chú với lại cô Hòa gửi gắm vào trong đó. Bên cạnh đó là tụi con thiếu một chút xíu về cái kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Có nghĩa rằng là khi mà tụi con bên đây hát, bạn bên kia giống như là thả lỏng mà buông xu luôn á. Có nghĩa là sẽ nhớ đến cái câu của mình rồi mình mới hát. Nhưng mà khi mà mình làm việc tâm lý lại á, khi bạn bên kia hát, mình bên đây mình feel theo, mình nghe theo nhịp nhạc, mình tưởng tượng hết tất cả những cái câu ca tiếng hát đó bằng hình ảnh trong đầu của mình. Cho đến khi tới mình sẽ bắt đầu vẽ tiếp những cái hình ảnh đó bằng những cái lời hát của mình. Thì tự nhiên tất cả mọi người sẽ cùng nhìn thấy hai con đang cùng hát một bài nhạc, chứ chúng ta không hát một cách riêng lẻ nữa. Thì chúng ta sẽ tròn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn nha các con nha. Đó là một kinh nghiệm chú góp ý cho các con. Chúc mừng các con. Cảm ơn chú ạ. Xin được cảm ơn các cặp huấn luyện viên rất là nhiều. Và Minh Dù tin chắc rằng là không chỉ là các bạn nhỏ khi đến với sân khấu này mới được học những bài học này, mà tất cả các bạn nhỏ khác đang ngồi xem TV ở nhà cũng có đam mê âm nhạc, cũng sẽ học được rất là nhiều thứ. Và một lần nữa chúc mừng cho tiết mục Ôi Quê Tôi của tụi con ngày hôm nay. Tạm rời xa thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cùng đến tỉnh Hà Nam để xem thí sinh tiếp theo là ai nhé. Một ngày cuối tuần như bao các bạn khác, hai bạn gái này cùng dậy sớm bắt đầu một ngày với tràn đầy sức sống. Nhưng trước tiên sẽ là học bài trước đã. Các bạn đều ý thức được sự vất vả của bố mẹ khi lo cho mình ăn học thành người, cho nên sau giờ học, các bạn lại phụ giúp gia đình của mình. Với bạn Doãn Hồng Hà, gia đình bạn có một trang trại chăn nuôi nên những lúc rảnh rỗi, bạn thường cùng bố đi chăn bò. Với gần 20 con bò đấy, không phải dễ dàng cho bò ăn cỏ đâu nha. Còn với bạn Đinh Thị Thảo, gia đình bạn kinh doanh ăn uống và những ngày đông khách, bạn lại phụ mẹ dọn dẹp quán ăn và rửa bát đĩa. Các bạn ấy thật giỏi phải không nào? Đôi bạn này còn chơi với nhau từ rất lâu rồi, đi đâu cũng có nhau. Và chúng ta cùng xem các bạn ấy đã chuẩn bị gì cho vòng tuyển chọn, ai sẽ thành sao nhí nhé. Đào liễu ý có một ý mình, em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đào liễu ý có một ý mình. Ấy kìa hai vai đang còn gánh nặng, mà để nhật trình đường xa sâu mà. Ấy thế mà ý em ý, 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 ý. Xếp nếp thời em để ý trong nhà. Ở vậy thời làm sao cho nó đành.
để rồi chờ đợi để hóa thành vọng phu. Xuất sắc phần thi của mình.
Bất ngờ là tại vì là con là người Hà Nam nhưng mà con lại hát bài Dạ Cổ Hoài Lan, là một cái ca khúc rất là đặc trưng của người miền Nam, mà thực sự ra là cái việc mà mashup hai cái bài này là cái việc không thể nào ngờ tới. Không thể tưởng tượng ngờ, quá là khó. Mà giờ cô Tiên với cô Thảo mà cho lên hát hai bài này thử coi hát được không? Chắc là không rồi. Cô Tiên thành cô điên liền. Bây giờ là cô Tiên chọn giữa hai bài, cô Tiên chọn bài nào để hát nè? Cô chọn cả hai luôn. Cô tự tin quá, quá. Nhưng mà sao cô Thảo không tin? Cô Tiên đã có sáng tác, tự sáng tác ca trù á. Ủa vậy hả? Vậy cô hát bài nghe chơi cô. Thực chút cô hát cho nghe, cô nhận xét không đi. Cô Thủy Tiên cổ nói là cổ sáng tác được ca trù và hát được ca trù, mà cổ tin rằng là cổ sẽ hát được cái bản mashup giống như là hai con. Thì bây giờ cô muốn là hai con thử coi là con hát được ca trù hay là hát được cái gì khác nữa không, ngoài cái bài hát vừa rồi, để có thể đấu lại với lại cô Tiên nè, thuyết phục hoàn toàn thử coi. Con cũng biết hát Châu Văn đó. Ui, ấy thì ôi trời ơi. Cái này Châu Văn luôn nói gì ấy. Cái này là cô thua. Cái này căng hả? Rồi cô ngồi xuống đó, con thử đi, thử cô chú một đoạn Châu Văn đi. Xin thấy một thu cô đôi ngàn, bầu trời cảnh Phật y. Phóng quan bốn mùa, trên bát ngát trăm hoa đua nở, dưới cành bầy cầm thú đua trời. Ý ya ya ơi ya. Điểm tuyệt đối rồi con. Đối với cô là điểm tuyệt đối rồi, không có gì để phải nói nữa. Một lần nữa cô xin khán giả ở đây và tất cả giám khảo dành cho hai con một tràng pháo tay. Cảm ơn cô ạ. Dạ xin mời cô Tiên. Cô thật ra là cô muốn bấm cho con từ khi mà con cất khoảng 1 đến 2 câu đầu tiên, là tất cả mọi người, cô nghĩ là tất cả mọi người đang rất muốn bấm cho con rồi. Nhưng mà cô vẫn còn đang muốn nghe cái bạn phía sau nữa, tại cô sợ nếu mà cô bấm sớm quá thì bạn phía sau lại mất tinh thần. Cô rất là có lời khen cho con, giọng con quá vang, quá sáng và quá đẹp. Riêng bạn thứ hai thì cái bài Dạ Cổ Hoài Lan đó, con nhớ chú ý chút xíu nha, giọng con thì không có thua bạn hát ca trù đâu, cũng ngang ngửa chứ không có thua, rất là sáng, rất là trong. Nhưng mà sau này khi mà con thi những cái vòng sau á, nếu như mà con cảm thấy cái bài nó bị thấp hơn so với giọng con không khoe được cái quãng cao của giọng con á, con phải xin các chú ban nhạc cho con lên chút xíu, hay là có cách nào chuyển để cho con lên. Chứ cái bài Dạ Cổ Hoài Lan ban nãy con hát á, nó hay nhưng mà nó bị thấp quá. Đúng rồi, con không có phô được. Cái này theo chú nghĩ là do phải mashup giữa hai bài cho nên mình phải làm một cái tông nào đó cho nó có thể nó vẹn toàn được, an toàn cho cả hai bé. Cho nên là cô cũng nghĩ như vậy, chứ lẽ ra là từ phu tướng là con phải vút lên luôn, phải hút hồn người khác. Từ là từ phu tướng bảo kiếm sắc phong lên đàn, cô xét giọng luôn. Đó là lý do các con không lên đó cô, lên nó xét rồi sao? Không, nhưng mà con sẽ lên sẽ sáng hơn, tại vì cái bài nó hơi tối chút xíu thôi, nếu không là con sẽ bật cả hai người còn hoành tráng hơn bạn nữa. Là hơi bị nhưng mà dù thôi. Sao cô cũng phải chúc mừng bởi vì hai đứa con quá xuất sắc luôn. Nhớ là sau này những vòng mà giành giật cô nhớ để ý cô nha. Cảm ơn cô Thủy Tiên và các chú MTV thì cảm thấy thế nào ạ? Riêng bản thân chú thì chú thấy là tiết mục này quá hoàn hảo, bởi vì sao? Tụi con đã dẫn tất cả mọi người từ ngoài Bắc kéo cái rột sang xuống tới tận miền Tây luôn, cho nên là mà nó rất là ngọt ngào và tụi con chuyển giọng chuyển điệu rất là hay. Bên cạnh đó là nó chuyển luôn tông mà tụi con vẫn đi theo được và vẫn diễn một cách rất là hoàn hảo. Như vậy. Tụi con học thanh nhạc rồi đúng không? Hai đứa là chắc có học hết đúng không? Tại vì cái cách tụi con từ cái kỹ thuật cho đến cái phát âm rồi cái giọng tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Lúc mà bạn đầu tiên cất tiếng hát á, là thực ra là mọi người ai cũng muốn bấm hết rồi, nhưng mà đợi chờ một cái sự gì đó từ bạn thứ hai, bởi vì nhìn cái trang phục của tụi con mặc là biết nó có sự đối lập trong bài hát cũng vậy. Nhưng mà không nghĩ là nó kéo cái rột xuống. Bạn thứ hai hơi bị thiệt thòi là bởi vì là cái tông bài sao nó hơi thấp so với giọng của bạn, như là cô Tiên nói lúc nãy, thế là nó hơi bị tối giọng chỗ đó. Với lại cái chỗ chú rất thích cái đoạn mà con bắt đầu con chuyển từ cái bài
cái bài Già Cổ Hà Lan để câu mà cuối. Sang cái bài kia đổi trong chồng à. Chuyển tông á, chuyển rồi. Tông để mà chuyển qua bài kia rất là chính xác. Bây giờ cho nên là thật ra là mọi người phải cảm ơn rất nhiều cái người dàn dựng tiết mục này đó và ban nhạc nữa, cô Phương Nguyên và cả ban nhạc Flash Band chơi quá là xuất sắc, mười cái sắc luôn á. Cảm ơn nhận xét từ các vị huấn luyện viên. Các vị giờ thì chắc chắn là các con đã được lọt vào vòng trong rồi, và đây là một cái màu sắc rất là đặc biệt của chương trình khi mà hai cô bé với hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng mà lại mash up lại trở thành một cái tiết mục vô cùng mà độc đáo ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng các con, và các con vẫn tiếp tục đồng hành cùng với Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Bánh gì tròn tháng xanh xanh, bên trong chất chứa nỗi lòng của em. Bởi vì thương mẹ thương cha nên em mang bánh té qua phà mời anh. Ai mua bánh tét nhân dừa, nhân đậu xanh, nhân thịt heo ba rọi, ăn hỏng sợ béo không? Về Cửu Long và qua sông nước mênh mông, nghe tiếng đồn miền Tây bánh tét ngon ghê. Chợt xuyến sao lời rào tiếng hát cô tơ, bánh tét quê thơm lừng mua qua giùm em. Nghe tiếng sao miền Tây chân chất ai thương, cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon, lòng cất gầy làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em làm ngọt ngào lòng anh. Nén hương ba mùa trong trong ăn tình lá tươi xanh màu, dịu dàng bánh tét quê em. Có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng, nhọc nhằn nón sớm sớm đầm đà. Bánh tét ngon ghê, chờ xuyên sao lời rào tiếng hát cô tư. Bánh tét quê thơm lừng mua quà giùm em. Sao ai đồn ngọt ngào miền Tây bánh tét quê em, vui nếm thơ bơ dừa đậm đà tình quê cô tư miền Tây. Nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương, cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon, lòng ngân gầy làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em là ngọt ngào lòng ai. Bánh tét quê thơm lừng dịu dàng bàn tay quê hương của lòng. Bánh tét
bần Tết quê em. Có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng, nhọc nhằn đầu hôm sớm sớm, đầm đà bánh quê. Như Quyền, Thanh Thủy và Kim An. Cái gì mà có bánh tét thiệt ra sân khấu luôn. Chuối, bây giờ cho chú thử ăn bánh tét tụi con bán hay ngon không nha. Con ơi, dạ, dạ. Chụp điểm sao nha con. Ủa, em ăn nhân gì vậy? Ba sợi đó, ngon lắm. Trời, công nhận bánh mua từng trước mà còn ngon ghê vậy. Bánh mua từng trước mà còn ngon ghê vậy. Ba con nhớ nhìn nha. Nhà cô chú nào ăn bao nhiêu cái một hồi nữa xuống sân khấu là mình lấy tiền liền nha con. Đấy, đúng hả? Con định nhắc là mấy cô chú trả tiền luôn. Nhiều cái rồi con. Con bán nhiều cái vậy? Dạ 50 ngàn. 50 ngàn một cái rồi. 50 ngàn một cái. Bây giờ 50 ngàn một cái bán còn không được đi đó. Bán không con? Bán đại đi con. Bé dễ chịu dễ sợ. Chuối này còn sống nè, máu không à. Anh với coi. Anh Duy ơi, đó là chuối cao á. Chuối cao màu đỏ gì đó. Khoan xí đi, bộ mấy anh chị là các chú cô chú là đói lắm hả? Chứ em ơi, em dựng tiết mục mà bán. Đúng phải rồi. Mua thì mua, phải có ăn chứ mà lại mua dục. Nhắn tiền lúc mà người đang ăn thì em nói luôn nha. Dạ được, dạ được. Thật sự. Ủa, tiết mục chưa kết thúc mà. Ủa gì, kết thúc đâu? Này minh họa cho tiết mục mà. Ủa vậy đó hả? Vỗ tay cho tiết mục kết thúc mọi người ơi. Rồi, xin mời cô Hòa Minzy. Hai tiết mục của anh chị ấy là hai tiết mục duy nhất trong tất cả các tiết mục từ đầu đến giờ mà ai cũng phải đứng lên và ai cũng phải hào hứng với nó. Đúng rồi. Đấy là cái mà thành công, đấy là cái mà em nghĩ là phải một huấn luyện viên có tâm lắm thì mới dành cho các con như thế. Các con phải cảm ơn cho chú nhá. Chính xác. Cô chú rất là nhiều đó. Cảm ơn cô chú. Giọng hát của các con rất là ngọt ngào. Nhưng mà em lại cảm thấy có một vài nốt bé đứng giữa hơi bị hát không rõ lời hả anh? Bé này là bị sợ á. Bị sợ sân khấu hả anh? Bị sợ và diễn chưa được tự tin. Có nghĩa là khi mà chú tập chú con á là chú luôn dặn hai bạn kia là phải dìu con diễn. Nhưng mà ngày hôm nay thì chú thấy là con nở nụ cười thì thường bữa là kêu cười không cười luôn. Trời ơi, đôi anh kỳ quá hả? Đôi anh sao? Như không thích đôi hỏi em đôi này rất cần những nụ cười của các bé. Chú năn nỉ tụi con cười giùm chú. Chắc em đặt tên đội này là đội nụ cười trẻ thơ quá. Đó là một cái khuyết điểm của con thì cô mong là càng ngày con sẽ tiến bộ hơn nhiều hơn trong tương lai nhá. Cố lên. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Hòa. Lập, ăn xong chưa em? À vẫn còn một miếng à? Trời ơi, hết rồi. Ăn xong rồi nói. Được không được vừa ăn vừa nói đâu. À, như thế mẹ em đập chết luôn á. Ôi bé Hòa là. Ăn xong rồi cho em nói đi. Ăn xong em nói nha. Dạ, bánh tét ngon, bánh tét ngon nha con, bánh tét ngon. Như Quỳnh ngày hôm nay á là con tươi hơn mọi khi mình tập và rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái bản lĩnh sân khấu á, cái sự mà làm chủ sân khấu, thoải mái sân khấu á, không phải là ai cũng có được cái đó. Người ta nói cái câu gì, có cái câu gì hay lắm. Cái gì? Càng em phải có gợi ý chứ. Câu gì? Có gì? Như nào có từ gì chị? Có từ gì? Có công mài sắc có ngày nên kim. Đúng rồi. Ờ đúng rồi đó. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ờ đúng rồi. Là nhiều khi mình cái khả năng của mình chưa có tới đó, nhưng mà nếu như mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn thì khả năng của mình nó sẽ lên từ từ. Cho nên không sao hết. Ngày hôm nay là ba con là trời ơi, bản lĩnh sân khấu rớt bánh tét rồi còn cọng dây không mà vẫn đứng hát rồi này kia là cô thấy là ba đứa ngày hôm nay rất là tốt, rất là giỏi. Nhắc dây cọng dây bánh tét mới nhớ. Mà đã tới cái đoạn mà tụi con xuống mời bánh tét á. Ví dụ nha. Là tới cái đoạn là tụi con chạy xuống tụi con mời bánh tét đúng không? Bánh tét. Đây mời, tụi con bánh tét mời cho em đã. Lấy hết em ơi, lấy hết. Theo lên. Ba con làm dễ thương lắm em Minh Họa kìa. Em bị chụp giật á. Này là hồi bị Chung xin lỗi là tại vì Chung đã dặn hai bé là làm sao làm công. Tụi con phải có đậu cụ trên tay. Đậu nào cũng phải lấy lại, đừng có cho ai lấy hết. Ủa không? Anh ơi, không có lý do gì anh phải xin lỗi trơn á. Trời ơi, hợp tác với người ta, ví dụ phối hợp với người ta cũng có biết điều chút xíu chứ. Em thấy học lấy một cái nè. Alo, tới em nói nè. Alo. Dạ. Em là một người miền Tây và khi mà em xem cái tiết mục này em cảm thấy rất gần, rất thật. Dạ, em đang cầm một cái bánh tét trên tay. Alo, dạ em thấy
rất là ok luôn á. Ủa sao cầm như, nữa? Như nói về tiết mục này em rất thích. Alo, em rất thích. Tại vì á, cái bài này là bài một cái bài nó dân dã, nó dễ thương, nó chân thật. Thì cái hát của các con á có một cái sự ngẫu hứng ở bên trong, nó chân thật như cái bánh tét mà nó ngon là ngon vậy con, dễ thương hay là dễ thương. Tràng pháo tay dành cho các con. Dạ, con em xin phát biểu thêm tại vì không em rất là phấn khích, công nhận bánh tét ngon con ơi. Đã ăn thêm một cái nữa con ơi. Ăn cái nữa. Lát nữa tiếng một cái the cho ăn tới món gì nữa. Ai ơi, bày ra hết. Ăn gì đây? Ăn sò hay là bánh sò? Ok, bày ra hết. Anh yeah. Gì là bày hết. Em có ý tưởng rồi, em sẽ hát cái bài liên quan đến chổi trà để mọi người ăn chổi trà. Một cái hô tay cho ba bạn nhỏ. Cảm ơn tụi con. Không mà công nhận cú đấu thiệt rồi. Nha. Tiếp mục dễ thương thì không phải vì bánh tét đâu. Nó dễ thương không? Em vì bánh tét cú đấu thiệt. Mình lập hai cái 100.000. Hả? Rồi. Anh lấy đầu một, anh Duy một. Anh Duy một, anh Thanh Duy, anh Duy một cái dương chuối nha. Chưa ăn này. Không lấy rồi, cầm trên tay rồi. Rồi 100.000 anh ơi. Chú Minh Xù là không lấy cái nào đâu cô Nhi nha. Tại vì người ta không có mời lưu lưu. Em đói là chị vui lắm hả chị Như? Dạ. Em có bánh tét chị có vui hơn không? Không. Em giật cái bánh tét của chị bây giờ. Không đâu. Đây có hai cái bánh tét này dành cho em. Dạ không, khỏi bỏ. Bằng nhà mình dù cho
bằng nhà mẹ. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Trèo lên dãy núi thiên thời, ôi à mẹ tôi, mẹ về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo, ôi à mẹ ơi, mẹ. Phần thể hiện của chị Thủy Tiên đã lên ôm cả hai con rồi. Chị ơi, em biết là bây giờ chị đang rất là muốn nói. Thôi bây giờ để mời vị huấn luyện viên mà rất là muốn nói bây giờ. Mời chị Thanh Thảo ạ. Chị tưởng là em nói là mời chị Thủy Tiên. Tại vì nãy thấy Thủy Tiên phấn khích quá, cho nên em, là tưởng đùa là mời vậy chị thôi, Tiên. Giờ mời lại chị Thủy Tiên lại ạ. Em mát lắm nghe Duy. Thực sự là khi mà cô ngồi dưới đây á, cô bị rung cảm ở trong lòng đến cái mức là bây giờ cô vẫn còn rung nữa. Nói với bạn Gia Kiệt, đầu tiên là cô khen con. Cô nghĩ là hiếm, rất là hiếm có một cái giọng nam nào mà có thể gây xúc động được như vậy. Bởi vì thường là giọng nam có cái sự rắn rỏi, thì để cái tình cảm mà để bỏ nhỏ và tinh tế như là phụ nữ hoặc là con gái thì nó rất là khó. Nhưng mà con lại vừa hội tụ đủ cái sự cứng rắn của một người nam. Ý Thủy Tiên là nói làm sao với bé Kiệt vậy? Ý là bé Kiệt hát hay hơn cả anh nữa. Không, đó điều đó là rõ ràng, anh không bàn cãi. Dạ, em quay ủng hộ em. Rõ ràng anh không bàn cãi, nhưng mà em nói tự nhiên thấy nó kỳ kỳ. Giọng đem của gạo một người đàn ông là rắn rỏi, trong khi giọng con bỏ nhỏ, nhỏ nhẹ giống như người phụ nữ. Tự nhiên không, anh cái, bất cái ngờ. Cái sự tinh tế và mềm mại á, nó thường là phụ nữ sẽ cảm nhận được nhiều hơn và sẽ bỏ nhỏ tình cảm nhiều hơn. Ở cái phần biểu diễn của Gia Kiệt á, nó vừa có cái sự chững chạc trong giọng hát, mà nó vừa có cái sự khi mà từ một cái câu, trong một cái câu thì con có thể hát lớn hết, hát ngang hết. Thì ở cái từ điểm này qua một cái điểm kia con hát như vậy thì nó rất bình thường. Nhưng mà giữa hai điểm con để cho nó rất là mỏng nhẹ xuống dưới, rồi con lại lên lại. Ở cái tần số âm thanh mà nó lên nó xuống, nó tạo cảm xúc cho người nghe rất là mạnh. Và con làm được cái điều đó. Con hát mà cô cảm thấy cô xúc động vô cùng luôn. Và cô phải lên ôm con là con biết là con hay đến cái mức nào luôn rồi đó. Và rất là hiếm có được một cái giọng nam như vậy. Và để chinh phục cô hoàn toàn. Hai đứa con khi mà vừa ra đứng trên sân khấu thôi, một đứa quay vô, một đứa quay ra, là cô đã thấy đẹp khủng khiếp luôn rồi. Nó vừa vặn với bài hát, nó vừa vặn, nó vừa đẹp về hình thể, mà nó vừa đẹp về cả giọng hát, cả tâm hồn nữa. Mà có những cái điểm như là bạn Gia Kiệt, khi mà bạn quỳ xuống, thường khi mà người ta hát á, bao giờ cũng vậy, khi mà quỳ xuống hoặc thay đổi tư thế thì thường là cái cục hơi người ta sẽ không có vững, người ta sẽ hơi bị chông chênh một chút xíu. Nhưng mà khi mà các con thay đổi đội hình hoặc là làm thay đổi gục xuống, nó vẫn như vậy, nó vẫn rất là tuyệt vời. Không có chê được một điểm nào ở cái phần trình diễn này hết. Cô cảm ơn tụi con rất là nhiều đã cho cô một phần biểu diễn rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn nữ huấn luyện viên Thủy Tiên ạ. Và không biết chị Thanh Thảo, chị có những nhận xét gì dành cho Lam Giang và Gia Kiệt không ạ? Có thể nói rằng là đây là một tiết mục mà cô cho rằng là gần như là trọn vẹn đối với cô. Cô đánh giá là các con hôm nay thực sự ra là quá là tốt, hát tốt, diễn tốt. Bài hát đã làm cho cô xúc động rất là nhiều lần, vì cái ý nghĩa của bài hát là một phần, giai điệu của bài hát rất là hay, lời của bài hát thì thực sự ra là gây rất là nhiều xúc động cho cô. Mà bên cạnh đó, cái sự xúc động đó được dàn trải cả một cái bài hát là vì lý do các con xử lý quá là tuyệt vời. Các con xử lý bỏ nhỏ, nghe không hề mờ, mà khi các con lên cao hầu như là chạm vào tim của cô và tất cả những người đang theo dõi tại trường quay ngày hôm nay. Cho nên là một lần nữa cô mong tất cả mọi người ở đây dành một tràng pháo tay thật là lớn để chúc mừng cho tiết mục của hai con. Cảm ơn cô Thanh Thảo. Và đây là những nhận xét từ các chú MTV. Xin mời các chú ạ. Tiết mục của tụi con thì tụi chú không có gì để bàn cãi cả, bởi vì tụi con đã làm quá hoàn hảo rồi. Duy chỉ có một xíu là Lâm Giang ngay đoạn đầu thì con hơi bị trôi nhịp một xíu thôi, nhưng mà không sao cả. Tụi con đã làm hết sức mình và đã có một tiết mục cống hiến cho khán giả, cống hiến cho cô chú ở đây rất là đã, rất là đã. Cảm ơn chú. Thực ra tiết mục này á, mà loại đi một bạn là uổng một bạn. Rất khó. Cho rất nên khó. Đặt để hai bạn vô trong vòng đối đầu này phải nói thật sự là gây cân não quá cho các huấn luyện viên. Không sao, là anh có quyền cứu.
Trong trong vòng này là đúng rồi. Tất cả các vị huấn luyện viên có quyền cứu một thí sinh là một nhóm nhạc. Nhưng mà kết quả như thế nào thì chúng ta hãy đợi ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ trước khi mình bước vào trong, mình gian cái lấy tinh thần lại đi nè. Tụi con làm quá xuất sắc ngày hôm nay. 1, 2, 3, yeah! Nếu có ước muốn trong cuộc đời ngày nay, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao tháng ngày cho nhau những kỷ niệm, để nụ cười còn lăn trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Cháu ơi, hát hay quá. Già rồi mà dư vẫn đứng hát hay. Khán giả ở đấy có ai thấy hay không? Hãy đi cho một trang pháo tay nhá. Ủa, có kiếp trống đấy. Vẫn đứng sai được. Ồ, cái cây này là hồi xưa băng kim mật cả, mà giữ cả ống vỏi để nữa. Lắng được có một mình gì ấy. Không biết bà Ngân có nhớ đường về thăm trường khốn, hay là già rồi lũ lần rồi, hay già. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm sống lại khi hè đến. Ngày xưa ơi nhớ mãi không quên. Mượn một ca khúc viết lên tâm sự, biết bao nỗi niềm phút giây quá, hay mình hát tiếp đi nha. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ con ông sao xa, nhớ bạn bè.
Chưa xong, mời chú đứng đó coi bọn con diễn tiếp. Dạ, bọn ra hốt tay cho diễn tiếp. Ba có nhớ hồi ta đi thi tuyệt đỉnh sóng cá nhì không? Nhớ chứ, mà ông có nhớ ngày xưa ai quản quân không? Khán giả đoán xem. Bây giờ chúng ta đi thi tiếp đi. Ờ, mà dư giá rồi tuyệt đỉnh sóng cá môn nữa mà nhận. Hay là ông kiến nghị thêm một chương trình tuyệt đỉnh sóng cá ra. Ôi, ta cùng đi thôi. Hết chưa? Hết dạ, rồi. Hết rồi, đi ra giữa sân khấu đi, vỗ tay lên. Mình muốn bật mí cho tất cả cặp huấn luyện viên còn lại, đây không phải là sở trường của hai bé. Lần đầu tiên hát luôn cho nên là vỗ tay để ủng hộ tinh thần cho hai bạn được không ạ? Wow. Xin mời chị Khả Như đưa ra cảm xúc của mình. Mời Thanh Duy, anh nhận xét về giọng hát trước đi. Chú rất là bất ngờ. Hoàng Ngân, chú nhớ là tuần rồi là con hát một bài về Hà Tĩnh đúng không? Thì tuần rồi không phải là cái tuần mà thành công của con lắm. Tuần này á, cô Hòa và chú Lộc cho con đổi phong cách luôn, là con hát bolero. Thì rõ ràng là con rất là hợp với cái dòng này. Cái luyến lấy của con, rồi cái kiểu mà con thả nhịp á, chú cũng rất là thích. Chú chỉ tiếc một điều thôi là cả hai chưa có sự kết nối nhiều ở trong những cái phần mà tụi con hòa giọng. Dù sao thì chúng ta cũng là đang làm thi về song ca, cho nên là có những cái lúc mà tụi con nên nương nhau. Nhưng nhìn chung á, chú rất là thích cái tiết mục này vì cái sự duyên dáng, cái sự dàn dựng. Dạ, cảm ơn chú ạ. Mà cái điều cô khen hai đứa đó là cái tiết mục dàn dựng này á, nó khá là đơn giản, nhưng mà bên trong nó còn truyền tải được cái tinh thần. Cô không biết sao mà cô có cảm tình lắm, một cái sự rất là dễ thương. Khi mà hai bạn diễn với nhau và hát với nhau, nó vẫn không có một cái sự mà gọi là hồi hộp. Tại vì thường mà Thoại, bây giờ nghe tôi hát tiếp nha, cái bắt đầu là sẽ bị hồi hộp. Lấy tâm lý, nhưng mà vô tâm lý rất là ngọt. Nhưng mà hai đứa con không bị điều đó, là cái đó là cái phải khen chú Quỳnh Lập đã làm cho tụi con một cái sự tự tin và tin vào cái nhân vật của mình để mà hát thiệt là hay. Chúc mừng hai con, chúc mừng tiết mục. Dạ, con cảm ơn. Cho anh thêm một ý nữa thôi được không? Cho anh thêm một ý thôi. Về con gái á, con từng rồi con hát á, là cái giọng của con là giọng hát kiểu dân gian mà kiểu ngoài Bắc. Thì khi mà con chuyển qua từ mà giọng từ hát dân gian mà con chuyển sang bolero, có một cái lợi thế là cái chất giọng ngọt ngào có sẵn của con rất là hợp với cái bolero. Nhưng cách hát bolero mình sẽ thay đổi một tí xíu, mình sẽ không còn giữ những cái lẫy, những cái luyến mà đặc trưng, quá đặc trưng của cái dòng dân gian Bắc Bộ. Mình sẽ thay đổi một tí xíu để cho cái sự bolero của mình nó được chân chất hơn. Hy vọng là cả hai con nếu có vô vòng trong, nếu có hát bolero nữa thì chú sẽ muốn nghe một cái phiên bản bolero thực sự rất là chân chất, chân thành và chân ái. Mời Diệu Nhi tiếp tối ạ. Xin lỗi, trước hết thì con chào hai bác. Hả? Dạ, trước hết thì con xin phép hai bác cho con gọi hai bác là con, còn xin lỗi bà cô. Dạ, tại vì hai tụi con ra là hai tụi con vô cái nhân vật của mình luôn. Mỗi bạn đều có cái tính cách rất là rõ nét hết, rất là lý rắc, còn bạn thì rất là điềm tĩnh, dịu dàng. Cho nên khi mà cô coi là cô bị hút vô hai con là hai ông bà lớn tuổi luôn. Và khi cô nhìn hai con biểu diễn á, cô chắc chắn á là khi mà chú Quỳnh Lập tập cho hai tụi con biểu diễn là chú Quỳnh Lập rất là máu lửa, minh họa rất là nhiều. Nhưng mà khi tụi con đứng trên sân khấu, tụi con chỉ cần làm khoảng 50% cái năng lượng của chú Quỳnh Lập thôi là tụi con cũng đã thành công lắm rồi. Bởi vì diễn xuất cũng không phải là sở trường của hai con, nhưng mà hai tụi con vừa được trải nghiệm diễn xuất nè, mà vừa được trải nghiệm một cái dòng nhạc mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ mình thử. Thì cái điều đó là một cái điều mà hai tụi con á nên cảm thấy rất là tự hào, bởi vì cái tiết mục vừa rồi rất là tốt, rất là hay, dễ thương không? Thôi chú Trung thì sao ạ? Riêng về cái dòng nhạc bolero này á, mỗi người có một chất bolero hát khác nhau. Nhưng không phải người hát bolero hay là hát bài nào cũng hay, không phải. Có thể mình hát bài này hay nhưng riêng bài khác mình hát không hay. Nên cái điều quan trọng nhất của dòng nhạc này đó là con chọn bài hợp với mình là quan trọng nhất. Nếu mình thích dòng nhạc này thì mình vẫn hát nó, nhưng mà theo phong cách của mình. Chúc mừng hai con. Dạ, em cảm ơn chú. Ý của chú Trung muốn nói rằng là nếu các con yêu thích cái dòng nhạc này thì hãy tập luyện nó chăm chỉ hơn và chúng ta tìm ra một cái nét cho riêng mình ở cái thể loại nhạc này. Ngay từ đầu khi mà quyết định là chuyển cho các con sang cái thể loại mới này, em cũng khá là băn khoăn ý. Tại vì đây là một thể loại thật sự là rất là khó, mà em lại cũng không phải chuyên về thể loại này nữa, nên em chỉ muốn là ít nhất là các con sẽ có cơ hội biểu diễn
tại chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí thêm một lần nữa. Thì các con sẽ được làm những cái điều mới mẻ hơn, các con sẽ được thử sức mình ở những cái mới hơn. Và khi mà các con được làm những điều đó thì chắc chắn là sẽ thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. May sao mà các con lại yêu thích nó và đã tập luyện rất là nhiều để có thể có một tiết mục ngọt ngào như thế. Và đối với cô Hòa thì đây là một tiết mục thăng hoa và xuất sắc của hai con. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ chú muốn hỏi các con là khi mà tụi con hát xong, tụi con diễn xong thì tụi con thấy hài lòng với những gì mà mình đã làm không? Dạ hài lòng ạ. Rồi thấy thích diễn không? Dạ thích ạ. Và hy vọng với cái tiết mục này tụi con đã được học thêm một kỹ năng nữa, là bởi vì cái môi trường nghệ thuật của chúng ta là một cái môi trường đa dạng. Không phải chúng ta chỉ biết hát là chúng ta có thể phát triển, mà muốn phát triển nhiều hơn nữa thì phải có biết múa nè, biết nhảy nè, biết diễn nè, biết kiểm soát những cái thần thái của mình trên sân khấu. Và ngày hôm nay tụi con diễn hết tất cả mọi thứ bằng ruột gan của tụi con, bằng cái sự nhiệt huyết của tụi con và những gì mà chú mang đến cho tụi con, và tụi con đã làm được. Chú rất là hài lòng, rất là thương tụi con. Cảm ơn tụi con rất nhiều và chúc mừng tụi con. Dạ, cảm ơn chú ạ. Tụi mình là con của má mà má cũng không nhận ra nữa. Nếu mà cái tình trạng này nó cứ xảy ra vậy hoài á thì... Thôi mà chị hai, dù sao thì mình cũng là phận làm con, mình phải có trách nhiệm lo cho cha cho mẹ của mình chứ chị hai. Mặc dù á má không có nhớ mình là ai hết chị hai, nhưng mà mình vẫn phải lo cho má. Má ơi, má ăn cơm không má? Má ăn cơm không? Tụi con lấy cơm cho má ăn nha má. Cơm? Em bé uống sữa. Không có cơm. Sữa. Thôi giờ để con lấy nước cho má uống nha má. Ngoan, đến má thương. Nước của má nè má. Không phải. Nước. Sữa. Ngoan. Má cho bú sữa nha. Ngoan nào, má cho bú sữa. Từ ngày á mà ba đi, má buồn, rồi má cũng bỏ hát luôn. Thôi thì hôm nay con có mời mấy chú trong ban nhạc ngày xưa là bạn của má đó má, về đây để đàn cho má nghe những bài ngày xưa mà má hay hát đó má. Hồi xưa má hát hay lắm đó má. Đúng rồi đó má,
con mong là sau khi á mà má nghe á thì má sẽ bớt nhớ ba hơn và sống vui vẻ với tụi con nha má. Nha má. Hát. Đẹp. Má đẹp lắm má, đẹp ơi. Đẹp. Mấy chú ơi, mấy cô ơi. Thôi má qua đây ngồi nha má. Con tình
Má vô, má nấu cơm cho tụi con ăn nha. Má tỉnh hả má? Má tỉnh rồi em ơi. Chị Hai ơi, má tỉnh rồi. Má chơi lấy Phật. Ào à, má vô má nấu cơm làm sữa cho con bú nha. Ngoan ngoan nào. Đây 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 má đây. Nín nín nín. Má thương má thương. Bà sắp về nha. Thôi mà chị Hai, em nghĩ cái cách này á cũng hữu dụng lắm á chị Hai. Nếu mà mình làm như vậy với má hoài á thì có thể má sẽ tỉnh dậy á chị Hai. Má sẽ nhớ là tụi mình là ai á chị Hai. Ừ, cố gắng lên. Đêm dài nghe tiếng giọng cô buồn, nấc nở dần trăng khuya cung đàn buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sóng lan ai quán không tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Cha giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại mẹ con bên chín cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng bây giờ hãy lắng nghe những chia sẻ từ huấn luyện viên của mình. Xin mời chị Thanh Thảo ạ. Thực ra với hai bé này thì em rất là muốn là các con sẽ tiếp tục cái niềm đam mê yêu dòng nhạc quê hương. Bởi vì với lứa tuổi của các con mà yêu dòng nhạc quê hương thì cô cảm thấy là rất rất là hãnh diện về hai con. Chắc có lẽ là cô sẽ không có nhận xét gì về tiết mục vì là muốn dành cái phần nhận xét cho ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Cô chỉ muốn nói rằng là cô hãnh diện về hai con và thương hai con nhiều lắm. Cảm ơn cô Thanh Thảo rất nhiều. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những nhận xét từ hội đồng giám khảo. Em xin mời chị Thanh Hà đầu tiên ạ. Trước tiên cô khen hai con. Hai con thật là giỏi. Và cái điều làm cho cô thích ca khúc này nhất của hai con là lúc hai con hát song ca với nhau, hát cùng một lúc rất là đều, cô rất là ưng ý. Dạ con thật cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Hết hả chị? Ngắn gọn. Ngắn gọn và cô động. Và đó là một lời khen xuất sắc dành cho hai con. Cảm ơn chị Thanh Hà rất nhiều. Em thấy là chị Phương Thanh cũng cười rất là nhiều. Không biết chị Phương Thanh có nhận xét gì về phần trình diễn của hai bé không ạ? Làm nghệ thuật là phải có tố chất và giọng hát. Tụi con đã có. Và tụi con có thêm kinh nghiệm sân khấu. Nhưng mà ai bước lên sân khấu cũng vậy. Khi mà đóng hoạt cảnh trước, một cái hoạt cảnh mà đầy tình cảm, cảm xúc như vậy, chắc chắn sẽ bị động giọng một chút xíu. Tụi cô cũng bị.
cảm xúc nhiều lắm, nhưng mà tụi con bị ít thôi, chỉ bị rung giọng có một chút xíu là không đáng là bao. Chúc mừng tụi con có một tiết mục rất là tuyệt vời, một mà tuyệt vời. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô, cảm ơn cô Phương Thanh, cô Thanh Hà. Khen hay không? còn chú Đức Huy nữa phải không? Trước hết đó là chúc mừng hai cháu. Trời cho hai cháu cái giọng hát chẳng những đẹp, nội lực mạnh nhá, và nó lại còn truyền tải được cái cảm xúc, cái tình cảm mà cái người viết nhạc hoặc là cái màn diễn đòi hỏi. Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Dạ con cảm ơn bác ạ. Và bây giờ thì cô Băng Di mời tụi con vào trong và chúng ta có thể quay trở lại ở phía cuối chương trình để biết được kết quả nhé. Dạ. Dạ xin cảm ơn. Trời ơi. Trời. Chị Tư. Chị Tư, có sao không? Trời ơi, chị Tư ơi. Ngồi dậy coi. Ta nói bao nhiêu lần rồi, bệnh hoạn vậy mà còn làm công chuyện chi không biết nữa. Không sao, không sao. Ngồi xuống đi. Nó hơi trong mặt cái xíu rồi để tôi dọn dẹp, tôi quét cho nó sạch. Mệt quá, dọn dẹp cái gì? Chị muốn dọn dẹp, muốn quét đúng không? Để em làm cho. Cái mấy cái này để em làm. Rồi, làm đi. Nè. Bao nhiêu lần rồi chị Tư. Thôi thôi, chú ơi qua ngồi chơi được rồi, qua ngồi chơi. Thôi chị Tư đi qua ngồi chơi đi. Để đi chút tôi khỏe. Trong mặt xíu không sao đâu. Sao có sao không? Nãy thế là có sao không vậy? Không. Ghê luôn á. Đã nói với chị bao nhiêu lần mà sao chị không có nghe lời hai vợ chồng em gì hết trơn à. Cứ đi ra ngoài sân nè, đây này nè, đi ra ha. Rồi hú một tiếng thôi là hai vợ chồng em đi qua đây làm cho chị rồi. Ai hú? Bà hú. Hú không có nổi. Bà nghĩ làm sao vậy? Từ đây qua bên kia nguyên con sông dài vậy đó. Có bà hú thì được á. Nè, chú Thím á, nhớ là tôi dặn nghe không? Qua đi chơi được rồi, đừng bao giờ gọi điện thoại nói cho hai đứa nhỏ con tôi biết là tôi bệnh không? Ôi trời ơi, chị này bởi vậy á, con cái cha mẹ bệnh là phải về. Bà chị yên tâm đi, chị dặn em rồi. Đừng có gọi cho đừng nó. Đừng có gọi, đúng rồi, em luôn luôn nghe lời chị, không có gọi đâu. Mới nhắn tin hôm qua. Cái gì? Chú nói thì bước ra kia. Xin lỗi chị Tư, chị Tư. Chị sốc lắm đúng không chị Tư? Bình tĩnh chị Tư. Trời ơi chết tôi rồi. Bước ra đây. Lăng chanh quá. Để cho hai đứa nhỏ trên Sài Gòn đó, nó lo nó ăn học đi. Thôi với chị Tư rồi chỉ buồn mình thấy chưa. Hèn chi ha ha. Hôm qua cầm cái điện thoại ra cầu cá, ngồi mấy tiếng đồng hồ. Cũng tại bà không á. Mua cái điện thoại xịn quá, có hai chữ về đây bấm tiếng hồ. Mệt quá. Đi qua kia xin lỗi chị đi, chị buồn bây giờ. Chị ơi, thôi đừng có giận em nghe chị. Không sao, không sao. Nhưng mà chị yên tâm đi. Em nhắn tin mà tụi nó chưa đọc được tin nhắn. Tụi nó không có biết, không biết đâu chị. Tôi tin tưởng đâu Thím đó nha. Thím đừng có nói nha chú Thím á. Chị biết em là uy tín lắm. Không có gọi nghe không. Chị Tư, mà công nhận á, mỗi lần nhắc về hai đứa nhỏ chị Tư á, nó rất là ngoan ngoãn luôn. Em nói chị nghe, hồi sáng này nè em đi chợ để em mua thịt bò cho chị đó. Cái em livestream chị, xong cái em nói xin chào mọi người ơi, cả nhà yêu ơi. Xong cái hai đứa con gái của chị nó vô nó coi đầu tiên luôn, gặp người đó luôn hả? Lễ phép. Bây giờ nó dạ, con chào cô Tám. Cô Tám ơi, gọi tên con đi cô Tám. Kia em gọi tên tụi nó xong cái nó hỏi, ủa cô Tám đang làm gì ngoài chợ vậy? Cái em cầm miếng thịt bò lên, thịt sáng thịt bò ngon lắm. Em cầm miếng thịt bò lên nói, nè cô Tám mua thịt bò về rồi xay ra nhuyễn ra nấu cháo cho mẹ con ăn. Giờ này bệnh nặng lắm rồi, nhai cơm làm gì nổi nữa. Không biết trời ơi Thím làm gì vậy là chết tôi rồi. Chết rồi làm sao bây giờ hả chú Thím? Rồi nó biết rồi tụi nó lo tội nghiệp tụi nó mà. Không Thôi chị đi đâu. Về rồi. Ủa hai đứa sao biết mẹ bệnh nặng mà về hay quá vậy? Đọc báo không? Đúng báo rồi, chứ có ai gọi điện nhắn tin gì đâu mà biết. Thôi về. Về nha, khỏe nha, chơi vui nha. Đi đường về mệt lắm không tụi con? Trời ơi mà, con Út, con đang vô mùa thi mà sao con về đây chi vậy con? Hả? Dạ, sao mẹ bị bệnh mà mẹ không nói cho tụi con biết? Có gì đâu, mẹ bệnh bình thường thôi à, không có gì chứ. Mà bác sĩ nói gì vậy mẹ? Mẹ bệnh nặng không mẹ? Mẹ ăn uống gì chưa mẹ? Mẹ uống thuốc chưa mẹ? Mẹ ăn sao vậy mẹ? Mẹ không sao. Hai đứa con của mẹ ngoan quá à. Tụi con yên tâm đi. Bác sĩ nói á, mẹ bị trúng mưa rồi cảm ho vài bữa là hết. Thôi à, ở đây mẹ nấu cơm cho tụi con ăn. Rồi chiều á, mẹ dẫn cho đi chùa. Hôm nay là lễ Vu Lan á, đi chùa với mẹ nghe. Dù con đi
giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đẹp như suối mắt trong lành, để con khôn lớn đắm say cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Giỏi. Ở đây nha, mẹ ra sân lúc trước. Chiều nay bao lá rơi bớt thêm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng. Nãy giờ hai cô chú đâu có về đâu, núp ở ngoài kia nghe hay quá, chịu quá ơi. Ê, khoan khoan, để vô coi mẹ nấu ăn gì được phụ không mẹ. Hay đoá quá mẹ ơi, hai đứa chỉ vô hát coi, hát khúc này nè. Mãi bên mẹ. Trời ơi, trời ơi. Bà Tư, bà xỉu trong bếp nãy giờ kìa. Tư xỉu rồi, yeah. Ôi, chết rồi, ông bị điên hả? Ôi, tư xỉu rồi. Ông phải lên bệnh viện nha. Mẹ con hãy để cho cô chú lo. Hai đứa con ở nhà coi nhà đi, mà soạn đồ nha. Cô Tám mà gọi điện thoại về một cái là gom đồ quần áo lên bệnh viện với mẹ nghe chưa. Ở nhà soạn đồ đi. Cầu trời cầu Phật cho mẹ con không có chuyện gì xảy ra. Mà cũng tại em không á. Sao tại em? Chị đã kêu em về nhiều lần rồi, mẹ em cứ chần chừ hoài à. Chị mắc cười quá à. Bây giờ em mà không thi là mẹ còn la em nữa đó. Tại vì chị lo cho mẹ quá. Giờ sao vậy em? Sao đây chị? À, cô Tám về. Cô Tám ơi, mẹ sao cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao rồi cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám. Ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao rồi cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Chị Tư ơi. Chị Tư. Thương mẹ lỡ mai muộn màng.
sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế. Dẫn xa mẹ hiện bây giờ con phải mồ côi. Môi du lan về áo con cài bông hoa trắng. Sắc hoa u buồn mắng con. Quá là tuyệt vời và xúc động, một tràng hô tay thật lớn cho Kim Anh và Thanh Thủy. Và đặc biệt hãy dành một tràng hô tay với sự hỗ trợ của vũ đoàn Đam Mê và đặc biệt là nghệ sĩ Hồng Trang ngày hôm nay trên sân khấu. Phần đầu khi mà Nhi với lại anh Trung đã diễn xong cái phần đó mà nhạc vừa lên, lúc mà mẹ hỏi là mẹ có sao, mẹ có sao không, mẹ không sao, nhạc lên một cái là ông auto. Chị Hồng Trang làm một cái điều mà tất cả những bà mẹ này đều làm. Hồi Tết này anh về anh đi biển với mẹ thì mẹ bị san hô mà nó quẹt vô chân mà nó máu chảy mà nhiều, thì anh cũng hỏi mẹ có sao không, mẹ nói không sao, chuyện nhỏ. Tất cả các bà mẹ đều chịu đựng và yêu thương con mình một cách vô điều kiện và không muốn con mình phải lo lắng quá nhiều. Cảm ơn tụi con và cảm ơn cô Diệu Nhi, Hồ Việt Trung và đặc biệt là diễn viên Hồng Trang đã mang tới một tiết mục rất là xúc động, nói lên được tâm hồn cao đẹp của những người mẹ Việt Nam. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Tiết mục đã chạm tới cảm xúc của chú và chú rất là thích giọng hát tụi con, thì không nói, ngọt ngào truyền cảm. Cảm ơn tụi con, ghét tụi con về điều đó luôn đó. Chú chú gì chú ghét tụi con. Tôi rất là không thích coi những cái gì mà làm tôi khóc. Trời ơi mệt ghê. Anh. Sợ lắm. Sợ coi đúng không? Sợ cái lắm, kiểu thật sự rất sợ. Bản thân chú Lập nha, nhìn kêu chú vậy thôi chú còn trẻ con lắm. Sao mà nó trùng hợp? Nãy mẹ mới vừa gọi mà không nghe máy được tại quay. Mẹ của em bị gì là cho biết hết. Mỗi lần mà mẹ đau lưng á, thật sự là mẹ không có đau đâu, mẹ lên á là bởi mẹ đau lưng quá. Cái ngồi đấm cho mẹ mà thật ra là mẹ không có đau. Đương nhiên cái mình thấy đau lòng đó. Những người mẹ cố gắng tìm đủ mọi cách để tiếp cận những khoảng thời gian mà còn lại ở bên con của mình. Chắc mẹ coi cái đoạn này xong thì mẹ chắc cười, con trai của mẹ cứ khóc cho truyền hình. Thực sự em rất là xin lỗi khán giả. Em hứa là em kiềm chế cảm xúc, nhưng mà thực sự khi mà càng nói em không kiềm được. Thôi bây giờ được rồi, mọi thứ đã xong rồi. Tụi con giỏi lắm luôn á. Tụi con giỏi về việc là tụi con kiềm chế được cảm xúc của mình. Vào trong vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Và tụi con đã làm được điều đó. Xin chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú ạ. Đến vòng này thì thật sự là cô đã được lắng nghe thực sự cái giọng hát ngọt ngào và quá đỗi là cảm xúc của các con rồi. Chúc mừng các con và nể anh Trung và chị Nhi có một tiết mục quá xuất sắc. Rất là nể anh Trung với chị Nhi á, biết sao không? Chị Hồng Trang là chuyên về bi kịch. Cái bắt đầu hang bà này chạy ra, không buồn nổi luôn á trời. Cho đến khi cuối cùng là chị Diệu Nhi ra, chỉ cần gọi một tiếng được về người mẹ đó thôi là mọi thứ vỡ hòa. Cảm ơn sự trợ diễn của hai huấn luyện viên cũng như là chị Hồng Trang. Chú Trung và cô Nhi chia sẻ một tí xíu ha, cảm xúc của mình. Bây giờ tất cả quý vị khán giả đã biết chị Nhi ngồi đây để làm gì rồi đúng không? Một tràng vỗ tay cho Diệu Nhi. Yeah. Thực ra thì cảm ơn em. Thực ra làm thì làm nhiều lắm mà người ta không biết, làm nhiều sau hậu trường lắm, cổ vũ tinh thần rồi chỉ các con cách như thế nào, nhưng mà không ai biết hết. Nhưng mà không quan trọng, từ từ mình sẽ chứng minh cho người ta biết mình sẽ làm được cái gì. Còn về phần có một cái khúc mà hai chị em trách nhau thì cái đó nó cũng là một cái lời nhắn nhủ của em dành cho mọi người, hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Chúc mừng hai con, hết căng thẳng chưa? Căng thẳng lắm, tại vì hai con quen cái sự vui nhộn rồi đó. Đến khi vô tập hai con rất rất là căng thẳng luôn. Thôi được rồi, đi ra uống nước xăm rồi nghỉ ngơi. Lần này có đồ ăn gì không hả? Không đồ ăn gì hả? Anh hứa rồi mà. Lẽ ra là không có đồ ăn thì phải có khăn giấy chứ. Bởi vậy không có đồ ăn thì ít ra phải có khăn giấy cho mọi người. Chúng một tràng hô tay cho hai con Kim Anh và Thanh Thủy.